Xin chào tất cả mọi người, lại là Dia đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Dia Tarot Tâm Sự Cùng Người Lạ. Tạ ra. Ok, ngày hôm nay lại là một ván trải bài như thường lệ với một cái thông điệp, với một cái topic rất là thú vị, đó chính là những cái tiềm lực bản thân của bạn là gì. Thì khi mà nhắc đến tiềm lực bản thân, các bạn nên phân biệt với cái khả năng riêng của bản thân ha. Cái tiềm lực nó là một cái gì đó nó huyền hoặc hơn một chút xíu. Ví dụ khi mà bạn nói là bạn có cái thiên phú, bạn có cái khả năng thiên phú riêng của bản thân bạn, như là người này thì có cái tài năng về hát hò, người kia có khả năng về tính toán, thì cái đó chỉ là những cái khả năng thiên phú thôi. Còn cái tiềm lực thì Dia đang muốn nhắc tới đây á, cái tiềm lực này là một cái tiềm lực về mặt tâm linh, về mặt hơi liêu trai một chút xíu. Ví dụ đi sẽ đưa một số ví dụ như là có người thì có khả năng là đọc vị người khác nè, có người có khả năng chữa lành, có người có khả năng liên kết tâm linh đó. Thì ngày hôm nay để đưa ra cái thắc mắc rằng là cái tiềm lực năng lực tâm linh riêng của bản thân mình là cái gì, thì đây đi có 4 cái tụ bài này. Ở 4 tụ bài này được chia theo 1, 2, 3, 4. Tụ bài số 1 với viên đá màu xanh cây, tụ bài số 2 với viên đá opal màu trắng này, tụ bài số 3 với viên đá thạch anh tím, tụ bài số 4 với viên đá màu xanh dương. Thì trong ngày hôm nay, bởi vì đây là một cái topic mà Dia cảm thấy là nó rất là nó rất là hay, nó thiên về tâm linh khá là nhiều á, cho nên á, để đón nhận nó thì Dia biết rằng là cũng rất là khó để fit với từng người, để phù hợp với từng người. Cho nên nếu mà các bạn cảm thấy rằng là mình phù hợp với tụ nào thì chọn tụ đó, và nhớ rằng khi mà nghe cái thông tin á, bạn có thể cởi mở tâm hồn mình ra để cảm thấy là những cái thông tin đó nó fit với bản thân mình hơn, nó hợp với cái bản thân mình hơn. Còn đôi khi nếu mà bạn gượng ép quá thì nó cũng không vô đâu. Còn nếu mà bạn cảm thấy rằng là bạn có duyên với cả hai tụ thì nghe hai tụ, mà ai cảm thấy là tò mà hết 4 tụ thì nghe hết 4 tụ luôn nha. Bây giờ thì bắt đầu thôi. Ok, tụ bài số 1 với viên đá màu xanh ở đây. Bắt đầu thôi. Tụ bài số 1 thì đầu tiên đi muốn biết là cái tiềm lực của bản thân của bạn là cái gì luôn. Đi đánh thẳng vào vấn đề luôn. Ngày hôm nay chúng ta chỉ đi phân tích cái tiềm lực này thôi, chứ đi sẽ không nói đến việc là làm sao để có thể khơi lên cái tiềm lực này, hoặc làm sao để tập luyện với cái tiềm lực này ha. Có thể là với cái những cái topic này thì đi sẽ có những cái clip sau. Đối với bạn chọn tụ bài số 1 thì Dia chọn ra một lá bài Oracle và thêm 3 lá Tarot nữa. Ở đây lá bài của bạn là lá White Tiger. Cái ký hiệu hình tròn trên đây của lá bài này nó thể hiện về mặt tâm linh. Bạn là một con người tâm linh rất là mạnh luôn á. Vision thể hiện bạn, nếu mà một trong những cái năng lực của bản thân bạn á, đó là bạn có khả năng nhìn thấy trước tương lai. Nếu mà dịch theo như vậy thì thấy là nó rất là lớn ha. Nhưng mà đi sẽ dịch một cách nhẹ thôi, là bạn có cái linh cảm rất là tốt. Hay là đôi khi mà cái cách bạn nói chuyện á, có những cái cách mà bạn nói, hoặc có những cái câu nói bạn thốt ra, bạn không có chủ ý, không có chủ đích cho nó, nhưng mà trong một cái lúc nào đó thì cái câu đó trở thành một cái lời tiên tri, tiên tri trước về một cái chuyện gì đó. Ví dụ như là bạn tiên tri trước cho bạn bè bạn về vấn đề này, vấn đề nọ, vấn đề kia, rồi xong bạn bè bạn đến nói ồ mày nói đúng á, thì kiểu giống vậy. Tức là bạn có cái khả năng nhìn thấy trước, hoặc bạn có khả năng nhạy cảm để cảm nhận ra trước một cái sự việc, một cái sự hiện tượng gì đó sắp xảy đến trong cái cuộc đời của bạn. Bên cạnh đó thì Dia nhìn thấy được việc á, bạn dường như bạn đã nhận ra cái khả năng này rồi. Và Knight of Swords cho thấy là đôi khi bạn còn có cái kiểu giống như là bạn tìm cái cách để mà gọi là sử dụng và khống chế nó. Tại đôi khi á, những cái tiềm lực của bản thân á, nó đến một cách rất là tự nhiên. Và đôi khi có những cái bạn á, sử dụng theo kiểu giống như là nó bỗng chợt tới thôi, chứ bạn không ý thức được nó đó. Còn này là đi nhìn thấy được bạn có ý thức được về cái tiềm năng bản thân này, là đôi khi bạn cái linh cảm của bạn rất là tốt. Đối với các bạn chọn bài số 1 này, cái linh cảm của các bạn cực kỳ tốt luôn. Và cái linh cảm này khiến cho bạn không có bị bực bội nha. Bạn cảm thấy bạn vui khi có được cái linh cảm này. Và ở đây nó đưa ra một cái là nhờ cái linh cảm này mà bạn có nhiều cái mối quan hệ rất là thú vị, hoặc là nhờ cái linh cảm này mà bạn né được rất là nhiều những cái thứ không có hay ho. Ví dụ bạn linh cảm một người khi bạn gặp bạn đó, bạn linh cảm rằng ồ bạn này không phải là một cái con người quá là tốt để mình tiếp xúc, thì từ đó luôn bạn sẽ đưa ra nhận định là mình không tiếp xúc với bạn đó luôn. Thì đó chính là một cái dạng linh cảm. Nhưng mà linh cảm thì có người này đúng và có người này sai. Thì đối với những cái bạn chọn tụ bài số 1 á, đi nhìn thấy được rất là rõ cái năng lực của bản thân bạn, cái tiềm năng của bản thân bạn á, là bạn nhìn rất là đúng, bạn đọc vị, không phải là đọc vị, tức là bạn cảm nhận về tương lai, bạn đưa ra cái nhận định tương lai rất là đúng luôn. Vậy thì đi muốn nhìn thấy được là cái mặt tích cực của cái khả năng này của bạn trước ha. Cái mặt tích cực á là, một á, là bạn không tốn quá nhiều thời gian để bắt đầu một cái vấn đề gì. Bởi vì bạn là một cái con người có thể nhìn xa trông rộng, bạn nhìn một cái vấn đề đó thôi, nhưng mà bạn có thể dự báo trước được cái vấn đề này nó sẽ như thế nào. Ví dụ như bạn á, mong muốn rằng là tao muốn mở cái tiệm này, mày coi không biết là tao có làm được không, thì bạn sẽ đưa ra cho lời khuyên luôn, nếu mà làm được thì bạn sẽ nói được, mà không sẽ nói không. Thì theo kiểu là bạn á, một khi mà bạn đã định ra một cái gì rồi á, là bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được nó, bởi vì bạn có thể biết được là từng cái bước, từng cái cách thức để làm
cho cái câu chuyện này nó trở nên là mướt mát, nó trở nên dễ dàng hơn trong cuộc sống của bạn. Bên cạnh đó đi, còn nhìn thấy được việc á, cái mặt tích cực là nó khiến cho bạn á, cái cảm xúc của bạn á, sẽ đón nhận một cách dễ dàng hơn khi những cái vấn đề nhờ sự thách thức xảy ra trong cuộc sống. Tại sao đi lại nói như vậy? Ví dụ, đi sẽ đưa ra một cái ví dụ. Bạn nhìn trước một cái sự việc gì đó, bạn biết rằng là tới cái lúc đó cái sự việc này sẽ không được như mình mong muốn đâu. Nhưng mà đến cái lúc sự việc nó xảy ra rồi, khi thế thì cái khi mà sự việc này xảy ra rồi á, thì bạn sẽ theo kiểu giống như là bạn sẵn sàng đón nhận nó, bạn không có bị bất ngờ, bạn không có bị choáng khi mà cái sự việc không có được tốt, và một cái sự việc nào đó nó tự nhiên nó bất ngờ xảy ra, bạn không bị choáng. Đó, đây là một cái năng lực khá là thú vị ha. Vậy thì còn cái điểm mặt tiêu cực của vấn đề này thì sao? Cái mặt tiêu cực của vấn đề này, ok, nó làm cho bạn suy nghĩ rất là nhiều. Ở đây bạn có lá 10 kiếm cho thấy là bạn cứ tính già, tính non, bạn suy nghĩ rất là nhiều luôn. Đi nói nha, bạn suy nghĩ rất là nhiều, cho thấy được việc là bạn làm cái gì bạn cũng bị sợ á. Thế kiểu là bạn phải nhìn thấy một cái gì đó nó an toàn, nó chắc chắn trước. Bạn ưa cái sự an toàn hơn. Khi bạn nhìn thấy trước cái sự việc gì đó thì bạn hay có cái kiểu giống như là đưa lời khuyên và hay cấm cản mọi người á. Thì bạn, bởi vì nó xuất phát từ cái lòng là bạn muốn giúp đỡ mọi người thôi, bạn muốn là bạn bè bạn hoặc là những người xung quanh bạn á không có bị vấp ngã trên chính những cái gì mà họ đã lựa chọn. Nhưng đôi khi á, chính như vậy á, bạn đang làm một cái chướng ngại cho những cái người này phát triển, và cũng chính là chướng ngại cho chính bản thân bạn luôn. Ở đây có lá 10 kiếm cho thấy được rằng cái năng lực nhìn thấy trước tương lai, hoặc là cảm nhận tương lai, hoặc cái linh tính của bạn có á, thể hiện cho việc là bạn rất là hay bị đau đầu nào, hoặc là bạn bị thức khuya, bạn bị suy nghĩ nhiều về cuộc sống, bị trằn trọc khắc khoải về cuộc sống của bạn á, thì đây là một trong những cái điều đó. Ngày hôm nay thì đi không đưa ra bất kỳ một cái nội dung nào là để khơi dậy năng lượng này hết. Có thể là các bạn đã từng biết cái năng lượng này rồi, đã có cảm nhận rồi, hoặc là có thể là các bạn vẫn còn tiềm ẩn đâu đó, và bạn hãy thử xem, nếu mà bạn chọn tụi bài số 1 và vẫn chưa có cái năng lực này thì không sao hết, có thể nó nằm đâu đó trong con người bạn thôi. Tụi bài số 1 kết thúc. Ok, tụi bài số 2 với viên đá opal ở đây, và với chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tiềm lực bản thân của bạn nằm ở đâu, là cái gì, thì đi cũng sẽ trả luôn. Tiềm lực của bản thân của bạn là, thì đi lấy ra một lá trong oracle và thêm 3 lá ở trong bộ tarot nữa. Ở đây chúng ta thấy được tiềm lực bản thân của bạn thể hiện bằng con ong với chữ power, và nguyên tố là nguyên tố lửa, cho thấy được việc là cái năng lực, cái tiềm lực bản thân của bạn á, nó thiên về cơ bắp và vật chất rất là nhiều. Thế kiểu là bạn có khả năng chịu đựng cao, bạn khả năng chịu áp lực cao, hoặc là bạn là một người có cái sức khỏe khá là bền bỉ, cái độ bền của bạn có trong rất là nhiều thứ. Cái khả năng của bạn á, theo kiểu giờ bạn sẽ rất là, bạn mau chóng thích nghi với cái nhiều cái việc lắm. Bạn không có bị nản lòng trước những cái sự việc mà khó khăn trong cuộc sống. Bạn có cái khả năng chịu đựng, có khả năng thích nghi và chấp nhận những cái điều xung quanh. Cái đó là cái tiềm lực của bạn, cái tiềm lực về nguồn năng lượng. Khi mà chúng ta nhắc đến power, power ở đây á, không, nó có thể vừa hiểu theo nghĩa là cái năng lượng này là năng lượng của cú đấm, năng lượng của cơ bắp. Nhưng nhiều khi chúng ta có thể hiểu là cái sức mạnh, cái năng lượng này, năng lượng của suy nghĩ, năng lượng của tri thức, năng lượng của niềm tin. Thì các bạn có thể hiểu theo nhiều kiểu, không có sao cả. Tiếp nha, ở đây đi còn thấy được lá The Moon, cho thấy được là cái power của bạn á, đôi khi cái năng lực, cái sự chịu đựng này á, hoặc là cái năng lực bản thân của bạn á, có thể liên kết với cả tâm linh nữa kìa. Đâu đó bạn rất là tâm linh. Bạn hãy chú ý vào những cái ngày đêm trăng tròn, hoặc là bạn hãy chú ý vào những cái ngày mà các cái hiện tượng như là trăng tròn, trăng đạt cực đại, hoặc là nói chung năng lượng của bạn có liên quan đến phần nhiều là đến với mặt trăng nữa. Bạn sẽ cảm thấy là trong người bạn rất là có một cái kiểu gì đó, đôi người sẽ cảm thấy rất là khoan khoái, rất là mạnh mẽ, nhưng mà đôi người sẽ cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì cho do cái việc là ngày hôm đó cái năng lượng mặt trăng nó sẽ tác động lên bạn, thì tùy vào cái nguồn năng lượng của mỗi người và tùy vào cơ địa của mỗi người thì mỗi người sẽ có cái cách ảnh hưởng khác nhau. Thì đây đi nhìn thấy được cái khả năng riêng của bản thân mình á, của bản thân của các những người chọn tụ bài số 2, đó là thiên về năng lượng và sự chịu đựng, cái sự gọi là sự bền bỉ, cái sức bền. Tiếp tục thì đi muốn nhìn thấy là vậy thì cái điều tích cực mà cái năng lượng này nó đem đến cho bạn là cái gì? Cái điều tích cực mà cái điều này nó đem đến cho bạn là gì? Hermit, bạn rất là bền không? Nó được xin nhấn mạnh lại lá Hermit, bạn rất là bền bỉ. Thêm nữa là nó cho bạn một cái khả năng là bạn có thể đi được từ đầu đến cuối, giám sát tất cả những cái câu chuyện từ đầu đến cuối. Bạn không cần phải làm lỡ dở hay bỏ dở dang một bất kỳ một câu chuyện nào cả. Cái năng lực này cho bạn một cái là bạn cái sự cầu toàn và sự cầu tiến. Cho nên trong cuộc sống của bạn, bạn không muốn bất cứ thứ gì nó dở dang cả. Nó, bởi vì tại sao cái năng lực này đã đem đến cho bạn sự cầu toàn và cầu tiến? Bởi vì bạn đủ cái khả năng và đủ cái sự kiên nhẫn, cũng như đủ cái sức để các bạn bền bỉ với một cái vấn đề gì đó. Cho nên rằng là đi nhìn thấy được là cái năng lực này nó khá là phù hợp với những bạn này luôn á. Thế kiểu giống như là bạn biết lợi dụng được cái khả năng chịu nhiệt rồi chịu áp lực của bản thân, để rồi làm tốt hơn những cái công việc khác. Đây chính là cái tiềm lực của bản thân bạn. Chịu, gọi là chịu đựng thì cũng không hẳn, gọi là tiềm lực về năng lượng, về
khả năng ứng phó, khả năng chịu lực hoặc là khả năng bền bỉ, sức bền thì nghe nó hợp lý hơn. Bên cạnh đó thì Ri muốn nhìn thấy về mặt tiêu cực của cái điều này. Về mặt tiêu cực á, Ri nhìn thấy được rằng á, đôi khi bạn hơi ỷ y, đôi khi bạn theo kiểu là ôi tao là người theo kiểu là có gì là tao sẽ làm từ đầu đến cuối, hoặc là ồ mình là người theo kiểu là một khi tôi đã nói là tôi sẽ làm được á, nên bạn hơi ỷ y theo kiểu là ừ thôi thì tao nói là tao sẽ làm thôi, bạn hơi ỷ y. Và Ri nhìn thấy được rằng là cái kiểu của bạn là bạn nghĩ bạn làm được nhưng chưa chắc là bạn đã làm được, do cái sức mạnh về mặt tinh thần của bạn cũng rất là mạnh, trừ phi những cái việc nào mà bạn đã bắt đầu bắt tay vào làm rồi á thì có thể là bạn làm từ đầu đến đuôi được. Còn những cái việc giống như là bạn chỉ nghĩ trong đầu thôi á thì bạn rất là hay bỏ lỡ dở nó, thì ở đây á nó khá là phù hợp. Bởi vì á hồi nãy Đi có nói rằng là cái câu chuyện nào đối với bạn là bạn thấy kiểu như là sao cái năng lượng này nó sẽ giúp cho bạn hoàn thành công việc từ đầu đến đuôi, bạn sẽ trở nên cầu toàn hơn. Nhưng ở trong một số trường hợp thì kiểu là khi cái câu chuyện đó, khi cái công việc này nó đã được khởi mang ra rồi, đã được làm rồi á, thì bạn sẵn sàng làm từ đầu đến đuôi, nhưng mà nếu mà nó chỉ nằm ở trên ý tưởng thôi thì bạn là một kẻ rất là lười, bạn rất là lười luôn. Thêm á là bạn bị cái tính hối thúc và sự nóng nảy, bạn muốn cái gì cũng nhanh, bạn muốn cái gì cũng phải hoàn hảo, bạn muốn cái gì cũng phải chi ly đi theo cái kiểu của bạn hết. Và đôi khi bạn bị vui quá đà, bạn bị những cái cảm xúc quá đà, bạn bị nóng nảy quá đà. Đó chính là những cái điều gọi là những cái mặt không có được tươi sáng lắm cho những cái bạn này, cho những cái bạn chọn tụ bài số 2. Thì về tụ bài số 2 để giảng thêm một chút xíu về mặt năng lượng là chữ power. Đôi khi power chúng ta có thể hiểu được cái năng lượng của bạn là bạn có khả năng chữa lành người khác, hoặc bạn có khả năng tác động năng lượng của mình lên người khác. Ví dụ như là nếu mà ở trong một số cái việc mà bạn có liên quan đến sự trù ếm, thì những cái bạn mà có cái năng lượng này là bạn khả năng trù người ta chết sớm lắm nè. Ok, nó nói vui vậy thôi nha. Vậy thì tụ bài số 2 sẽ thiên về năng lực của sự bền bỉ. Ok, tụ bài số 3 với viên đá màu tím tím ở đây nha. Bắt đầu. Tụ bài số 3 này thì Đi cũng sẽ trải về những vấn đề là về cái tiềm lực riêng của bản thân. Bạn phải hiểu tiềm lực ở đây á là một cái năng lượng hoặc là một cái năng lực riêng, nhưng mà ngày hôm nay Đi muốn khai thác nó về mặt tâm linh nhiều hơn. Ở đây Đi nhìn thấy được, Đi có lấy cho bạn cả một lá oracle và cả ba lá ở trong một bộ bài tarot, thì Đi nhìn thấy được cái khả năng của bản thân bạn á, nó thiên về sự tò mò, học hỏi, tìm tòi nhiều hơn. Bạn là một người rất là sáng dạ, bạn cực kỳ sáng dạ luôn. À quên nữa, đây cũng là tụ bài mà Đi chọn viên đá màu tím. Bạn cũng rất là sáng dạ, bạn học cái gì cũng rất là mau, tức là khi mà bạn đã có cái sự hứng thú với nó, bạn học rất là mau luôn. Bạn là một người thích đi tìm tòi lùng sục cái này cái nọ cái kia, thì tùy, ví dụ như Đi rất là thích tìm tòi học hỏi về những cái là về tâm linh nè, thì đó, thì Đi cũng học rất là mau. Đi được một cái là Đi lĩnh hội nhiều môn, nhưng mà Đi lĩnh hội rất là mau. Ví dụ như là Đi cũng biết coi về phong thủy một chút nè, Đi cũng biết về tử vi nè, rồi Đi cũng biết về witchcraft, Đi cũng biết về kinh dịch, nói cho một chút vậy. Nói chung là Đi có sự tìm tòi, mà ở đây nhìn thấy được là bạn có cái sự tò mò. Một khi bạn tò mò về cái gì đó, bạn sẽ tìm hiểu cho bằng được. Và kiểu như bạn được một cái thiên mệnh là đến đây để mang cái tầm tri thức á, bạn thiên về tri thức rất là nhiều, và bạn sáng dạ, rất sáng dạ nha, bạn rất là sáng dạ, học cái gì cũng rất là mau. Bạn mà thắc mắc về cái gì một cái là bạn cũng hiểu rất là nhanh hơn những người khác. Vậy thì đó chính là cái điều mà bạn đã có. Đi lấy thêm ba lá nữa để cho thấy được việc là vậy thì cái mặt tích cực của cái sự việc này là gì. Ở đây á, cái mặt tích cực là bởi vì cái tư duy của bạn tốt, cho nên là cái trí nhớ của bạn cực kỳ tốt luôn. Cái trí nhớ bạn cực kỳ tốt cho thấy là bạn ghi nhớ rất là nhanh, rất là mau. Bạn suy nghĩ và rất là logic về trong tâm trí á. Có thể có một số bạn sẽ logic theo kiểu là logic về mặt IQ, tức là sự thông minh về mặt gọi là con số, rồi thông minh về mặt số học nhiều hơn. Một số bạn thì sẽ thông minh về mặt EQ, tức là thông minh về mặt cảm xúc. Đó, thì ở đây cho thấy được là cái cảm xúc của bạn và cả cái tri thức của bạn đều mạnh hết cả. Và bạn có khả năng ghi nhớ rất là mau, và cái độ nhạy bén ở trong suy nghĩ của bạn cũng cực kỳ kinh khủng luôn. Bảy gậy cho thấy được việc á là bạn rất là biết cách chọn lọc, bạn rất là biết cách chọn lọc những cái thông tin đến với cái cuộc đời bạn. Không phải là bất kỳ cái gì mà nó tới thì bạn cũng học cả. Bạn lựa chọn cái để học và bạn lựa chọn cái để thực hành. Tiếp ở đây Đi còn thấy được lá bốn tiền, thì theo kiểu là cái năng lực này của bạn cho thấy được việc là bạn còn có khả năng là bạn có một cái ổ đĩa vô hạn
đi nói này thì hơi quá, thế là bạn có khả năng nhớ, mỗi con người thì có một cái, nếu mà bạn không phải là siêu trí tuệ, siêu năng lượng đồ đó, thì bạn chỉ có một cái trí nhớ hữu hạn thôi, theo kiểu là những cái điều bạn học rồi thì bạn sẽ quên, nhưng mà nó nằm ở trong tri thức của bạn. Nhưng mà bạn là càng về sau thì bạn vẫn có thể tiếp thu thêm nữa, có thể là những cái cũ bạn không còn nhớ nhiều, nhưng mà khi mình nhắc tới hoặc khi gợi ý thì bạn vẫn hiểu. Đó là cái khả năng lưu trữ của bạn, đây là một cái điều rất là tốt ha. Đi có lấy thêm tiếp 3 lá bài nữa cho cái việc đó là, vậy thì cái điểm yếu của bạn ở đâu? Wow, ở đây có lá Justice là cung hoàng đạo của Đi luôn á, là cung thiên bình Libra. Ở đây Đi nhìn thấy được là cái điểm yếu của bản thân bạn á, là đôi khi bạn bị tự cao. Đôi khi cái điều này á khiến cho bạn bị tự cao trong cuộc sống. Six of Wands. Ở cái này thì tôi cũng có đôi chút đó các bạn ạ. Thì nghĩa là đôi khi mình cao hứng, mình nói một vấn đề gì quá thì mình sẽ bị đàn áp những người xung quanh á. Thì Six of Wands này thì Đi cũng sẽ nói là nó có mặt đúng chứ là không. Tiếp á, cái Justice này cho thấy là, và đôi khi bạn bị nhập nhằng, bị lấp lửng giữa nhiều cái kiến thức á. Bạn hay bị thì kiểu là cái lấy râu ông này cấm cầm bà kia đó, thì kiểu giống vậy. Mà hay bị nhập nhằng giữa nhiều kiến thức, và đôi khi á bạn cũng quên cái số lượng kiến thức cũng khá là nhiều nữa. Tức là bạn tìm tòi học hỏi thì rất là mau, bạn có cái lưu lượng gọi là bộ nhớ nhiều, nhưng mà để gọi là để gọi hồn những bộ nhớ đó ra thì bạn cũng khá là chật vật chứ không phải là nhanh nhạy gì. Đó là cái mặt tiêu cực thôi. Thêm nữa Đi nhìn thấy được rằng ở đây bạn bị phiến diện, bạn bị thông minh theo kiểu phiến diện, bạn chỉ thông minh đối với những cái nào mà bạn hứng thú thôi. Tức là bạn chỉ học được và học mau được những gì mà bạn hứng thú, còn ngoài những gì bạn hứng thú là bạn học có ngàn đời luôn cũng không vô. Ví dụ ngày xưa thì Đi rất là ghét những cái môn như là toán lý hóa, trời ơi Đi học dở mấy môn đó cực kỳ, mặc dù Đi học sinh trường chuyên á mọi người, và Đi học dở cực kỳ những môn đó. Đi chỉ nổi trội những môn như là văn và anh và địa lý, lịch sử đó, ví dụ như là những cái môn về mặt văn học xã hội như vậy á thì Đi sẽ học rất là tốt. Còn về những môn mà logic thì trời lạy Chúa, tôi không có học được đâu. Thì đó, mà dù có ép cỡ nào thì còn học cũng không được hết. Lớn lên một chút xíu là Đi mới phát hiện ra là tiếng Anh thì không hẳn là phù hợp với mình, bởi vì ngày xưa tiếng Anh là cái ngôn ngữ phụ duy nhất mà Đi được biết tới và được cơ hội tiếp xúc. Sau này thì Đi học thêm tiếng Thái và Đi cảm thấy là kiểu như là khi mà mình hứng thú một cái gì thì mình sẽ học rất là nhanh. Cái tốc độ học tiếng Thái của Đi nó học còn nhanh hơn tốc độ học tiếng Anh của Đi trong thời gian vừa qua nữa. Đó, thì ở đây cho thằng càng chứng minh cho được việc rằng là bạn chỉ thích học những gì mà bạn thích mà thôi. Thì khả năng của những bạn ở tụ bài số 3 là wisdom, tức là sự thông minh về mặt trí tuệ, gọi là bạn rất là dễ giác ngộ, bạn cũng rất là dễ tìm hiểu về nhiều thứ xung quanh bạn, về những cái kiến thức xung quanh bạn mà đôi khi nó đòi hỏi là cái độ thông minh cao hay là độ suy nghĩ rất là cao, tư duy rất là cao. Tụ bài số 3 kết thúc. Ok, tụ bài số 4. Tụ bài số 4 với viên đá màu xanh dương. Ở đây thì tụ bài số 4 này á, Đi cũng sẽ trải về vấn đề là những cái tiềm lực về mặt bản thân. Cái tiềm lực, cái năng lực tiềm ẩn này á, đó là những cái năng lực thiên về tâm linh một chút xíu nha. Cho nên ngày hôm nay Đi muốn các bạn phải mở lòng ra để đón nhận nó, để gọi là mình phải dễ hiểu một xíu. Ở đây thì Đi có lấy một số các lá bài cho bạn, một lá bài ở trong Oracle có hình con ếch nè, và ba lá bài Tarot. Ở đây á, cái bạn á, bạn là một con người có khả năng chữa lành người khác, healing. Mỗi con người cho chúng ta, nếu mà giống như là Đi nè, Đi có học một số cái thứ như là thiền hoặc là thiền năng lượng đồ đó, thì cũng có khả năng healing người khác. Nhưng mà cái này là bạn có cái sẵn có, bạn có cái tiềm lực sẵn có luôn, bạn có cái nền sẵn có luôn, bạn không cần học. Healing, khả năng chữa lành. Đối với một vài người cái sự chữa lành này nó đến một cách rất là tự nhiên, là bạn chỉ cần ngồi tâm sự một ai đó thì người đó cũng cảm thấy rất là nhẹ lòng. À, cũng là một cái sự chữa lành. Hoặc là khi mà một ai đó đau khổ nhưng mà bạn chỉ cần ở cần gần họ thôi thì họ bỗng nhiên họ cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Thì đó chính là cái năng lực healing của bạn mà đôi khi chúng ta sẽ không có ý thức được. Nhiều người người ta cứ nghĩ là tại sao ở cạnh mày á tao cảm thấy tao an toàn lắm, hoặc ở cạnh mày tao cảm thấy tao vui lắm, còn ở cạnh người khác tao cảm thấy không có được vui vậy. Là do là ở bạn có một cái nguồn năng lượng healing tốt, bạn có cái nguồn năng lượng mạnh mẽ để chữa lành, để thanh tẩy những cái gọi là những cái sóng rung tiêu cực của những cái con người đó hả. Ok không? Mà Đi nhìn thấy được cái healing này của bạn là do việc là trong quá khứ bạn gặp rất là nhiều những cái rắc rối về mặt suy nghĩ, hoặc là bạn đã trải qua rất là nhiều những cái sự đau thương, cho nên là bạn rút ra được rất là nhiều những cái bài học từ đó. Và rồi bạn thấy kiểu là và rồi á, bạn dùng chính những cái vết thương của bạn đó để bạn đưa ra cho người khác bài học. Và đôi khi cái vết thương đó không hẳn là bạn đã từng trải, mà bạn nhìn thấy của người khác rồi xong sau đó bạn cũng lấy cái đó làm bài học cho chính bản thân bạn nữa. Thì đây cũng khá là thú vị ha. Đi tiếp tục lấy cho bạn ba lá bài để xem về mặt tích cực của cái khả năng healing này của bạn. Cái mặt tích cực đó là ok, bạn thiệt ra là Đi nhìn thấy là bạn đa số bạn sẽ không ý thức được là bạn đang healing cho người khác. Đa số bạn không ý thức được. Và ở đây á, Đi nhìn thấy cái tích cực là bạn á,
khiến cho người ta nhìn bạn là một kẻ rất là yêu đời. Người ta nhìn vô bạn á, một người rất là lạc quan và yêu đời, là nhiều người rất là ganh tị với cái cuộc sống đầy màu sắc của bạn, và người ta rất là cởi mở với bạn, hoặc là bạn cũng là người rất là dễ chiếm được cái sự gọi là lòng tin của nhiều người, rồi bạn cũng là một người dễ có được cái sự gọi là đồng cảm hoặc là cái sự yêu mến từ rất là nhiều người, bạn dễ thương trong mắt người khác, hay ho ha. The Sun, The Fool và Six of One cho thấy là bạn cũng kiểu là bạn á, hình thể hoặc là cả giọng nói, là đôi khi bạn không cần đẹp mà bạn có cái gì đó rất là ngọt ngào, cái sự ngọt ngào toát ra từ bên trong á, và người ta rất là nể bạn luôn, bạn người ta rất là nể ha. Tiếp, tuy nhiên thì cái điều tiêu cực của bạn đó là gì? Cái điều tiêu cực của bạn đó chính là bạn chữa lành cho người khác thì được, nhưng chữa lành cho chính bản thân của bạn thì không. Bạn thường là những kẻ tự vấp lên chính những cái sai lầm mà trong khi mình đi khuyên người khác đừng sai vào trong đó. Cái tiếp nữa là bạn bị một cái tính là tính phán xét người khác. Ví dụ như một khi mà người ta làm không được cái này, người ta làm không được cái kia, là bạn sẽ đứng vào đó, tại sao tôi không hiểu, hoặc là trời, tao không hiểu mày nghĩ sao mà mày không làm được mấy cái đó luôn á, hoặc là ôi mà tại sao mà mày không thử tư duy xem đó. Như là bạn hay bị đi phán xét người khác, cái sự healing này á là bạn trước khi bạn healing là bạn phán xét người khác một cái mà mới chịu hay sao. Mấy con quỷ ở đây nè, mấy quỷ tụ 4 kỳ cục ghê. Đi còn nhìn thấy một cách rất là sâu sắc hơn nữa, đó là mặc dù là bạn không thể tự healing cho bản thân bạn theo kiểu là bạn đau khổ thì bạn cũng không thể tự healing bạn, hoặc là không ai có thể tự healing cho bạn, cũng không ai có thể healing cho bạn cả, nhưng mà bằng cái cách này thì bạn sẽ tự chữa lành cho bạn được. Đó chính là bằng cách đi chữa lành cho người khác thì bạn sẽ tự chữa lành cho bạn được. Có nghĩa là khi mà bạn đau buồn á, mà có một người nào đó đau buồn như vậy mà đến tìm đến bạn, thì bạn sẽ dẹp cái sự đau buồn bạn băng bên luôn, và bạn đi chữa lành cho người khác. Và đến một cái lúc nào đó bạn ngờ, bạn nhớ lại thì ồ, cái sự đau buồn của bạn đã biến mất rồi. Ok, đây là một điều rất là đặc biệt, cái khả năng của bạn rất là hay luôn á. Và đi cảm thấy rằng là đi thật sự là bái phục những bạn nào có cái khả năng ở tụ số 4 á, bởi vì năng đây hẳn là một cái năng lực rất là thú vị, một cái năng lực rất là siêu hình. Còn một số cái năng lực khác nữa thì có thể rằng là vẫn còn tiềm ẩn trong khả năng bạn, bởi vì là những con người mà có khả năng healing là những con người có khả năng liên kết tâm linh rất là tốt nha các bạn. Bởi vì họ healing là họ chữa lành được, thì họ phải cảm nhận được nỗi đau của người khác, họ phải đặt mình vào trong người khác được. Thì muốn đặt mình vào trong người khác được thì bạn phải có cái sự liên kết với người khác rất là tốt. Ok, tụ bài số 4 kết thúc. Ok, ván trải ngày hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bên cạnh những cái khả năng mà 4 cái khả năng mà đi có trải ngày hôm nay ấy, thì cũng còn rất là nhiều những khả năng khác nữa. Ví dụ là khả năng liên kết tâm linh, khả năng trò chuyện với tâm linh, hoặc là khả năng truyền năng lượng cho người khác. Thì không thể nào mà trong ngày hôm nay mà đi có thể trải ra nhiều tụ bài được, thì chỉ là 4 tụ bài thôi. Nên các bạn phải hiểu được là mỗi con người chúng ta đều là một cái gọi là một cái cỗ máy, là một cái quyển sách, là một cái vũ trụ hết sức là đặc biệt. Cho nên là bạn còn rất là nhiều những cái tiềm năng khác hơn nữa, và hãy vững tin rằng là chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều chúng ta mong muốn. Tại sao ngày hôm nay đi lại làm cái về healing như thế này, và đi cũng sẽ dành một chút xíu thời gian ra để trò chuyện với các bạn ở cuối đoạn như thế này, là bởi vì trong khoảng thời gian sắp tới thì Dia đang chuẩn bị ra một cái mục mới, đó chính là mục kể đi Dia nghe. Thì ở cái mục này á, Dia muốn rằng là các bạn sẽ chia sẻ cái câu chuyện của các bạn, và từ cái câu chuyện đó thì Dia sẽ là một cái công cụ lan tỏa cái câu chuyện đó của bạn ra cho mọi người, và từ đó mọi người sẽ có được cái nguồn năng lượng từ bạn, và hãy chia sẻ cho Dia được rằng là cái cách bạn đã vượt qua nó, hoặc là hãy chia sẻ cho Dia những cái khó khăn của bạn hiện tại, thì có thể rằng là Dia sẽ cho bạn một số lời khuyên, và từ đó thì bạn cũng có những cái nhìn tốt hơn, những cái mặt nhìn tích cực hơn trong cuộc sống của bạn. Ok, và nếu rằng ai muốn nhìn thấy một Đi khác hơn, một Đi trầm tĩnh hơn, một Đi buồn hơn, một Đi sầu thảm hơn, thì chắc hẳn rằng là kể đi Đi nghe không làm buồn lòng các bạn đâu. Bởi vì thường ngày á, Đi ngồi trải bài như thế này á, thì Đi phải làm cho các bạn vui, và Đi thường là Đi không muốn rằng cái ván trải của mình nó bị buồn, mà Đi thích là ván trải mình nó phải vui, nó phải náo nhiệt, và thông tin nó phải thú vị đó. Cho nên là bên cạnh những cái vui này thì Đi cũng muốn là có cái gì đó trầm lắng, thì để có những trầm lắng đó thì mong rằng các bạn có thể gửi những câu chuyện của bạn về về kênh của Đi. Thì để gửi cái này thì Đi sẽ có một cái đường link ở phía dưới phần description, là phần mô tả, các bạn nhấp vào đường link đó và gửi cái bài của các bạn về cho Đi nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt mọi người, và hẹn gặp lại mọi người trong Đi Tarot tâm sự cùng người làm tập tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều về sự ủng hộ này, và nhớ bấm like, subscribe kênh channel của Đi nha. Bye bye.